Cô gái bị kẹt trong trung tâm thương mại lúc 1 giờ 30 phút sáng và cái kết cạch tới già. Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ trải qua tình huống tương tự như cô gái dưới đây? Đoạn clip đang là viral trên TikTok ghi lại cảnh một cô gái bị mắc kẹt giữa trung tâm thương mại ở Hà Nội vào lúc 1 giờ 30 phút sáng. Trong clip, cô gái kể lại hành trình thoát khỏi trung tâm thương mại vào giữa đêm. Chẳng biết bằng cách nào mà tất cả các cánh cửa hầm giữ xe đều bị khóa kín. Hơn nữa lúc đó đang là 1 giờ 30 phút sáng và trong trung tâm thương mại hầu như chẳng còn bóng người nào. Nhắn tin cho đứa bạn thân cầu cứu, cô gái nhận được câu trả lời tỉnh bơ rằng hãy tìm chỗ ngủ đỡ ở đó một đêm đi, sáng mai kiểu gì người ta cũng mở cửa ra giải cứu cô. Đang chờ đợi trong vô vọng, cô bỗng nghe tiếng bước chân từ đâu vang vọng lại. Sau cú thót tim, cô phát hiện thì ra chú bảo vệ ở trung tâm thương mại đã nhận được tin báo từ bạn mình và tiến tới mở cửa cho cô. Khi bước vào thang máy, đôi bạn vẫn tỏ ra cực kỳ lo sợ sau khi bị nhốt trong trung tâm thương mại lúc nửa đêm. Dưới phần bình luận, chủ nhân video tiết lộ lý do bị kẹt lại là vì đi xem phim suốt quá muộn. Xong rồi không về nhà ngay, lại còn dẫn nhau dạo vài vòng bên trong trung tâm thương mại. Bảo vệ thì cứ nghĩ khách đã về hết nên theo quy định sẽ khóa tất cả cửa lại. Bình luận về câu chuyện hy hữu này, dân mạng xôn xao. Hên là đi hai người lại có đèn, trung tâm thương mại mà tắt đèn á thì. Nghe chú bảo vệ hỏi sợ quá à mà thấy dễ thương ghê. Chứ chưa cái tật đi coi phim trễ. Chỉ có thể nào chèn nhạc Tết vô được không, xem mà tim đập bịch bịch luôn á. Thà bị kẹt thế này còn đỡ sợ hơn là kẹt trong thang máy trung tâm thương mại. Mình từng bị một lần và tởn tới già. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.